Bà không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Không sao. Tôi đang chờ cháu tôi. Cháu bà có tới đón bà không? Không biết nữa. Nó đang đi làm. Để nó tan ca rồi tới tìm tôi. Nhưng mà bà cũng không thể ở đây chờ. Bà có địa chỉ không? Có. Đỗ Thu, công ty chuyển phát nhanh Thế Mỹ. Đỗ Thu là cháu của bà. Đúng, cậu biết nó sao? Bà, vốn dĩ cháu là nhân viên của Thế Mỹ. Cháu và Đỗ Thu là đồng nghiệp. Hay như vậy đi, cháu đưa bà qua chỗ đó, có được không? Được. Đi, để cháu cầm giúp bà. Không được. Sao vậy? Không phải. Bà đến đây, cháu bà không biết. Hôm nay là sinh nhật của nó. Bà hấp chút sủi cảo mang đến cho nó. Nhưng bà biết công việc của nó rất bận. Nếu bà đến đường đột như vậy, chắc lại làm phiền nó thôi. Bà sợ nó sẽ tức giận. Nhưng mà bà cũng không thể ở đây chờ hoài. Hay là cậu thanh niên à, cậu giúp tôi chuyển số bánh này tới cho cháu tôi, có được không? Dạ được. Cẩn thận nha. Như những gì tôi vừa nói, dựa theo phản hồi của khách hàng, tôi cho rằng chúng ta nên thực hiện một số. Anh Đỗ Thu, tôi có một kiện chuyển phát nhanh có thời hạn của anh. Cảm ơn. Bà của anh biết hôm nay là sinh nhật của anh, nên đã cố ý quay đoạn video này gửi cho anh. Thu Nhi, hôm nay cháu lại lớn thêm một tuổi. Bà biết đây là năm đầu tiên cháu đi làm, nhất định sẽ rất vất vả. Bà không giúp được gì cho cháu, lại hay nhớ cháu. Cháu phải ăn hết. Sủi cảo bà làm cho cháu nha. Giống như lúc về nhà vậy. Cháu thanh niên à, cậu hát bài chúc mừng sinh nhật cháu tôi giúp tôi. Mỗi lần sinh nhật tôi, nó đều hát cho tôi nghe. Tôi lại không biết hát. Chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Được rồi, tôi đã giao hàng xong. Tôi đi trước. Đừng. Anh chờ một chút. Bà tôi đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp bà. Có chuyện gì vậy? Bây giờ đang trong giờ họp. Cậu muốn đi đâu? Lý Mặc, đừng có khó khăn như vậy. Ở đây, lời của tôi có trọng lượng nhất. Đỗ Thu, tôi cũng có thể nhận sự ủy thác của cậu. Cậu yên tâm đi. Tôi sẽ đưa bà lên xe an toàn. Không được. Tôi muốn gặp bà tôi. Anh làm ơn dẫn tôi đi. Nếu cậu bước ra khỏi đây thì cậu hãy từ chức. Cậu có tình người không? Chỗ này không tới lượt anh chen miệng vào. Anh thực sự cho rằng mình là anh hùng sao? Cứ muốn dẫn ai đi thì dẫn. Tôi biết cậu có ý kiến với tôi thì cứ nhắm vào tôi, đừng liên lụy người khác. Không phải, tôi chỉ làm theo quy tắc. Quy tắc à? Anh mà cũng có quy tắc sao? Vậy anh thử giải thích về 500 đơn hàng kia. Tôi nói cho anh biết, người thắng chính là Hùng Đáng, không phải anh. Chắc anh cũng cảm thấy lạ. Sao tôi lại biết? Vì số đơn đó là tôi làm giúp cho anh. Vì nịnh bợ anh mà tôi phải làm như vậy. Không phải, anh muốn giữ quy tắc à? Sao trước đây anh không nói như vậy? Đỗ Thu, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Bây giờ tìm việc không dễ.
Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi đáng cười thật đấy. Sao đến công ty làm gì mà tôi lại thành ra như vậy? Tại sao quan hệ trong công ty lại phức tạp như vậy? Anh Hùng Đáng, anh giúp tôi đi. Dẫn tôi đi gặp bà tôi. Tôi muốn đón sinh nhật cùng bà. Đi. Thu à? Bà ơi, bà ơi, bà ơi.